Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Sát Thủ Đối Đầu. Nội dung kể về một chuyến tàu cao tốc bất ổn nhất hành tinh, khi cả tá người từ thấp cổ bé họng tới tai to mặt lớn, đều đâm đầu vào chỉ để giành một chiếc vali chứa 10 triệu đô. Mỗi người đều có một mục đích khác nhau và tài năng riêng biệt của từng người, dẫn đến một cục diện hỗn loạn chẳng khác gì một cái rạp xiếc trung ương. Đâu là mục đích cuối cùng? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Đây là chàng sát thủ nổi tiếng lành nghề, có biệt danh vô cùng nam tính Lady Bắc, nghĩa là bọ rùa. Quả là cái tên may mắn khi vừa bước xuống đường anh đã suýt bị xe tông. Mặc dù đã đi tu một khóa thiền, nhưng có vẻ nghiệp của anh vẫn còn gánh nặng đôi vai. Còn nhớ vụ cuối cùng của Lady Bắc là chụp ảnh ngoại tình để tống tiền người ta, nhưng chưa kịp rửa ảnh, đối tượng đã tự phát hiện nhảy lầu tự tử, còn rớt trúng nóc xe anh. Vừa quay trở lại với nghề, bọ rùa đã được một sát thủ khác đặt hàng, nhiệm vụ lấy một chiếc vali trên chuyến tàu cao tốc sắp tới, dễ như ăn cháo. Vì bản tính cẩn thận nên Lady Bắc đã mang theo một số đồ nghề, gồm dao và bột ngủ, từ chối lấy súng vì anh đã giác ngộ được chân thiện mỹ, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Tự tin vào khả năng may mắn của mình, nên anh thanh niên chỉ đặt vé tàu đi một trạm mà thôi. Lúc này một người đàn ông có biệt danh là The Father đã lên tàu. Anh ta mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, mục đích đến trả thù cho con trai bị hại. Kẻ thù còn cả gan viết giấy hẹn anh lên tàu gặp mặt. The Father xem số ghế trong giấy, nhanh chóng dí súng vào đối tượng. Nhưng không ngờ đó là một cô gái trẻ ngây thơ vô số tội. Anh ta rối rít xin lỗi, để rồi bị cô ta trích điện lăn đùng ra đất. Tại một khoang tàu khác, có hai anh em sát thủ sinh đôi tên Chanh và Quýt. Tuy là anh em sinh đôi nhưng một người là giọt sữa, còn người kia là giọt cà phê đen. Đúng là có cái gì đó nó hơi sai sai một tí, nhưng mà đạo diễn nói sao nghe vậy thôi. Cả hai lúc này đang cãi nhau ỏm tỏi xem Chanh và Quýt trái nào ngon hơn. Mà ngồi cạnh đó là chàng trai trẻ Đờ Sơn, vừa tỉnh dậy đã rơi vào hoang mang không biết đây là đâu, tôi là ai. Bộ đôi trái cây cho biết, họ là người được thần chết trắng, cũng chính là bố của Đờ Sơn, thuê để bảo vệ tính mạng cho cậu ta, và vừa giải cứu Sơn trong một vụ bắt cóc. Chanh còn không quên tặng Đờ Sơn một cái hình dán xe lửa, đại diện cho tim không có não. Rất nhanh hai anh em lại cãi xem giết được bao nhiêu người. Đầu tiên Chanh hạ được 3 tay bắn tỉa, Quýt tông tên thứ 4, kế đến hai anh em sát cánh hạ 4 tên trong xưởng, rồi tát ngất thân chủ bế lên xe đẩy. Trên đường ra ngoài hất Đờ Sơn xuống đất để hạ thêm 3 tên cầm kiếm. Trong khi tháo chạy đã bắn nổ 2 chiếc xe hơi và 1 xe máy, tổng cộng 16 người. Tính luôn một người dân lương thiện hứng đạn mồ côi nữa là 17. Xui rủi thôi chứ ai muốn đâu người ơi. Trong khi bộ đôi Tranh Quýt tám nhảm, bọ rùa đã dễ dàng đi ngang qua và lấy được chiếc vali. Hai anh em buôn dưa lê đã đời, khi vào lấy chiếc vali, một phần trong nhiệm vụ thần chết trắng, để hoàn thành nhiệm vụ, thì phát hiện nó đã không cánh mà bay. Nói đến thần chết trắng, đó là một mafia người Nga, gã ta rất mạnh và hung ác, nhanh chóng chiếm được lòng tin của tay trùm băng đảng Nhật Bản. Và rồi chỉ một tháng sau đó, hắn ta đảo chính, kết liễu ông trùm bằng một phát súng, trở thành người cầm đầu băng nhóm lớn nhất Nhật Bản. Từ đó giang hồ gọi hắn là Dead Quai, Việt súc dễ hiểu là tử thần trắng. Dùng 3 từ để tóm tắt tình hình hiện tại của hai anh em là tiêu đời rồi. Bộ đôi sốc lại tinh thần đi tìm vali, nhưng vừa ra ngoài lại phát hiện Đờ Sơn đã bị giết một cách tàn nhẫn. Hai anh em chỉ biết nhìn nhau, bên này Đờ Father tỉnh lại, thấy mình bị trói bởi Princer, đó cũng là con gái của tay trùm mafia. Cô ả dùng tính mạng con trai đang nằm viện của anh, để uy hiếp The Father ám sát ông trùm Dead Quai. Princer là nạn nhân của việc trọng nam khinh nữ, cha chỉ trao lại quyền lực cho anh trai, dù cho Đờ Sơn chỉ là một tên ăn hại không có não. Phẫn nộ vì bị xem thường, Princer hết lần này đến lần khác thuê người giết ông già nhà mình. Lady Bắc lúc này đang nhởn nhơ chuẩn bị xuống tàu, ngay khi nghĩ vận may đã mỉm cười với mình, thì đụng độ một gương mặt khó ở. Đó chính là Sói Xám. Gã không có cha, từ nhỏ đã sống cùng mẹ, bà luôn dặn dò Sói Xám lớn lên phải trở nên thật mạnh mẽ. Vâng lời mẹ dạy, sau khi bà mất, cậu ta lên thành phố và trở thành côn đồ chợ lớn, ngày ngày đều dùng nắm đấm nói chuyện với mọi người. Rất nhanh Sói Xám đã lọt vào mắt của một đại ca, sau khi hoàn thành tốt nhiều phi vụ có được sự tín nhiệm tuyệt đối từ ông ta, tiền tài gái gú nhiều vô kể. Nhưng gã lại chung tình với một cô gái hiền lành, hai người yêu đương nồng cháy rồi đi đến hôn nhân. Phải nói lúc làm sát thủ Sói Xám đã đắc tội không ít người, cứ mỗi nhiệm vụ được giao hắn đều tận tình ship nạn nhân sang Tây Ninh bán muối. Quả là một cuộc sống viên mãn bao người ước mơ, nhưng ngay khi hắn tổ chức đám cưới cùng cô vợ, chú rể không ăn bánh mà đi rửa lại vết rượu vang, nên may mắn không ăn bánh. Khi quay lại thì toàn bộ những người trong rạp bị trúng độc rắn. Tất cả chết sạch bao gồm cả vợ yêu của hắn. Quá đau đớn và thù hận, Sói Xám tìm kiếm hung thủ để trả thù, và được người bí ẩn chỉ dẫn lên chuyến tàu này.
Không nói không rằng sói xám lao vào vỏ rùa, đâm một nhát vào vai anh, nhưng may nhờ chiếc điện thoại thần kỳ Ladybug đã thoát chết trong gang tấc. Hai người quần nhau vào quầy bar, vỏ rùa dùng vali đỡ dao nhọn của sói xám, không quên bảo cậu ta bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Sói xám nói mình đến trả thù cho vợ. Ủa là sao, mấy tháng qua anh đi khóa tu mùa hè mà có biết gì đâu. Nhưng gã đã bị thù hận làm mờ mắt, nhất quyết muốn lấy mạng Ladybug. Thấy tình hình không ổn, anh với chai rượu đập đầu cậu ta cho hạ hỏa. Ôm vali định chạy nhưng lại bị sói xám ném dao phóng lợn. Bọ rùa hoảng hồn dùng vali đỡ. Ai có mà ngờ con dao dội ngược lại cắm vào tim sói xám. Gã cứ thế chết không kịp ngáp. Bọ rùa chăm chỉ bắt đầu lau dọn lại quầy bar, xếp sói xám lên bàn, nhét thêm vài chai rượu cùng đĩa đậu phộng, ngụy tạo hiện trường chiêu cùng tàu điện. Cách đó không xa, tại một toa tàu khác, bộ đôi trái cây ân cần lau mặt cho The Sơn, đội mũ cho cậu chàng, sau đó đeo vào chiếc kính anime mua manga, vờ như là đang ngủ, rồi mới chia nhau đi tìm chiếc vali. Ladybug đến cửa thì lại gặp Chanh. Anh nhận ra đây là bộ đôi sát thủ điên rồ, từng đồ sát hàng tá người và tặng anh hai viên đạn. Bọ rùa té lẹ va vào linh vật Momonga ngã chỏng vó. Khi anh lồm cồm bò dậy, nó đã nhặt được chiếc vali. Ladybug lấy lại nhưng Momonga nhây nhớt không chịu buông. Thế là ăn đấm xây sẩm mặt mày, cuối cùng anh lại bỏ lỡ cơ hội xuống tàu. Bọ rùa bèn mượn đỡ điện thoại của sói xám, gọi báo cho người điều hướng nhiệm vụ và nhớ ra mình cũng có mặt trong tiệc cưới của sói xám. Vì bị anh đụng trúng nên sói xám đã không ăn bánh, mới tình cờ thoát nạn. Lúc này Ladybug lại bắt gặp Quýt đang đi về phía mình. Anh vội trốn vào ngăn chứa vali. Quýt nhận được cuộc gọi từ thần chết trắng. Hắn cam đoan sẽ mang vali và con trai toàn thây về cho ông ta. Vừa quay sang thì giật cả mình. Hai người chào hỏi xã giao rồi thôi. Quýt tình cờ hỏi thăm Princer về chiếc vali và được cô bé ngây thơ chỉ điểm một người đàn ông đội nón. Quýt lập tức gọi cảnh báo cho Chanh. Nhưng lúc này bọ rùa đã ngồi đối diện với hắn ta. Anh cố nhắc đến phân cảnh mình bị Chanh cho hai viên đạn, nhưng rất quê khi chàng trái cây nói không nhớ gì. À mà đây là toa im lặng đấy nhé, nên làm gì cũng được nhưng đừng làm phiền người khác, hãy làm người văn minh nào các chàng trai. Bọ rùa giả vờ là mình có súng hù dọa anh ra đen. Nhìn thấy Chanh rất dễ nói chuyện, bọ rùa đã giảng đạo, con người ai chẳng mắc sai lầm, nhưng phải biết dùng sức mạnh của nội tại để vượt lên tất cả. Giờ tôi trả lại vali rồi mình làm hòa nha. Chanh bày tỏ anh đừng có mà thao túng tâm lý tôi. Sau đó vì hiểu lầm Ladybug giết The Sơn, Chanh kéo tay anh một phát dập mặt. Bọ rùa cũng đập Chanh một cái trẹo tay, rồi cho thêm vài cú đấm liên tiếp. Chanh lại giọng vào cuống họng Ladybug, anh tiếp tục đá vào chân hắn ta. Lúc này một bà cô than phiền cả hai quá ồn. Nhân cơ hội Chanh ném đồ vào mặt bọ rùa, giật được khẩu súng. Cả hai rằng có kiểu gì lại ôm nhau luôn. Hai người đi từ ghế này sang ghế khác, ổ đạn rơi ra ngoài. Này nhé, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé. Chanh giữ chặt cổ bọ rùa, lắp đạn vào súng muốn giết anh. Ladybug đạp mạnh vào ghế khiến cả hai ngã ngửa. Cuối cùng lấy laptop đập đầu Chanh bất tỉnh. Anh ta rảnh rang cho bột ngủ vào chai nước. Chanh thủ quay tay nhẹ nhẹ rồi để lại chỗ cũ. Thanh niên mượn tay áo của tên công tử tút lại vẻ đẹp trai, rồi trưng dụng luôn điện thoại của Chanh. Bọ rùa gọi cho điều hướng viên, nói rằng trên tàu dường như có rất nhiều thế lực và nghi ngờ người giết The Sơn cùng vợ sói xám là một. Vì tránh họa từ trên trời rơi xuống, anh đã vào khoan hành lý dùng đồ chặn hết cửa lại, chỉ chờ lúc xuống tàu. Nhưng vận xui đeo bám không tha, con rắn cạnh đó bị sổng chuồng, suýt thì táp trúng mồm Ladybug. Mumslang là một loại rắn cực độc, nạn nhân trúng chưởng sẽ bị chảy máu trong cho đến chết. Hết cách, anh đành nhốt nó trong đây và đi ra ngoài. Bọ rùa lân la sang bên cạnh, vô tình vòng đời xô đẩy anh lại đụng trúng người soát vé. Thuê một thanh niên giúp giả dạng mình với giá $100, anh trai kia lại tưởng là bọ rùa đang tìm bạn tình, làm hú hồn chim én Hà cha nội. Bên này Quýt về phát hiện anh mình đã gục, hắn tức giận vác súng đi tìm bọ rùa thì thấy cửa bị chặn. Quýt lấy gấu bông làm giảm thanh, bắn vỡ cửa vô tình thả bé Na ra. Hắn dí súng vào đầu bọ rùa nhưng đó lại là diễn viên đóng thế. Nhân lúc này Ladybug nấp bên trong liền co giò chạy trốn, còn Chanh sau khi tỉnh lại đã đối mặt với thần chết trắng, khi được lệnh mang The Sơn và vali đến trạm kế tiếp để thuộc hạ kiểm tra. Chờ đợi họ là một đám giang hồ chất chơi người rơi. Quýt cố tỏ ra là mình ổn. Anh chém gió rằng con trai ông trùm vẫn còn sống, nhăn răng. Không tin thì nhìn nó Hello Kitty cho mọi người xem, trong khi Chanh dùng The Sơn múa rối. Cả hai an toàn thoát được kiếp nạn đầu tiên. Lừa bọn chúng xong phải tranh thủ lên xe chuồng lẹ thôi, chứ ở bên ngoài lâu chắc có ngày ngửi mùi đất sớm quá. Chanh nói theo như kinh nghiệm xem Conan 180 phút của mình, thì kẻ giết The Sơn là một thế lực khác nữa. Dặn em mình nên cẩn thận thì hơn. Princer lúc này đã lấy được vali, giao cho người bố của đứa trẻ mở khóa. Ông bố liền khống chế cô bé ác độc, tính lấy súng thông não cho ả ta biết thế nào là lễ độ. Nhưng sợ con trai mình bị ám sát nên không dám ra vẻ quá. Đúng lúc này bố của anh gọi tới. Ông nghe giọng run run của con trai liền đoán được con trai bị khống chế. Áo hồng bắt người bố ở lại mở bằng được chiếc vali.
tôi có phải kỳ anh thợ khóa đâu chứ, đành mở từng số thôi chứ biết sao giờ. Bên trong chỉ đơn giản chứa 10 triệu đô, cô ả cài bom vào rồi đặt về chỗ cũ. Hóa ra trong cây súng anh đang cầm cũng có cài bộ nổ ngược, chỉ cần bóp cò thì xem như là tàu hủ non bay khắp trời. Trong lúc đó bọ rùa đã trốn vào phòng vệ sinh, còn rảnh rang khám phá các chức năng. Nào là có đèn có nhạc còn có thể sấy gội, ở nhà mà có được một cái bồn cầu xịn sò như này, bọ rùa có thể thả gạch liên tục cả ngày mà không biết chán. Anh quyết định tìm người tên Hornet, chính là kẻ sử dụng độc rắn giết được Sơn, sau đó giao hắn cho bộ đôi trái cây và thoát nạn. Nhưng có vẻ dự liệu không như ý, khi Quýt đã tìm đến tận cửa nhờ định vị trong điện thoại anh trai mình, cả hai bắt đầu nựng má nhau. Từ toilet sang phòng bếp, bọ rùa chật vật né những cú đấm mạnh mẽ từ Quýt, sau đó phóng lên bàn đá vào người hắn ta. Đang sung sức thì tiếp viên đẩy đồ vào, để ra dáng một quý ông lịch thiệp. Cả hai đã đình chiến, Lady Buck còn mua một chai nước bằng tiền của Quýt, rồi dùng để ném hắn xịt máu mũi. Quýt nổi điên xiết cổ bọ rùa, anh lại dùng chân bật cửa thoát hiểm khiến cả hai bị hút ra ngoài. Cả hai trèo được vào trong, Quýt đảo ngược tình thế lấy đũa muốn hạ sát chiêu với bọ rùa. Bọ rùa khuyên anh nghe máy đi, biết đâu có chuyện quan trọng thì sao. Suy nghĩ một hồi thấy thằng này nói cũng đúng nhỉ, lỡ mình có chuyện quan trọng thì cũng nên. Ngay lúc này thần chết trắng lại gọi đến, họ yêu cầu kiểm tra vali ở trạm kế tiếp, phải có đủ mặt hai anh em. Trong cái khó ló cái khôn, bọ rùa đã quyết định đóng giả vai tranh và lấy đại một cái vali nào đó trên tàu. Cả hai lúc này thật sự giống như anh em sinh đôi, dễ dàng qua mặt được đám thuộc hạ của ông trùm. Nhưng vận xui vẫn kiên quyết không từ bỏ Lady Buck. Khi anh chàng làm màu quay mật mã một vòng, ai có mà dè nó lại thật sự mở ra, mớ quần áo bên trong cứ thế tuôn ra ngoài. Cả hai không hẹn mà lập tức chạy lên tàu điện, trước khi bị bắt về giao cho thần chết trắng. Con tàu bất ổn lại tiếp tục hành trình. Mặt khác anh da đen đã đến chỗ Princer để hỏi thăm về chiếc vali. Lúc này ả lại nói mình bị gã sở khanh này bắt cóc, vì thế tranh bắn ông chú đáng thương để giải cứu một con cáo già. Khi giấu xác người bố tội nghiệp, tranh vô tình nhìn thấy kíp nổ trong túi sách Princer và lần nữa nhận ra mình là chấn bé đù. Lúc định tiễn cô ả lên thiên đường, lại bất tỉnh vì uống chai nước của Lady Buck. Cứ thế bị một nhóc con hỉ mũi chưa sạch cho đi bán muối. Bên ngoài bọ rùa lại giở trò thao túng tâm lý, nhân lúc tàu dừng lại đá Quýt văng ra ngoài. Hắn ta cuống cuồng đuổi theo phóng lên đuôi tàu, dùng cú đấm sắt của mình nện vỡ kính thành công lọt vào trong. Còn bọ rùa trong lúc quay về nhặt được điện thoại của Tagelin, nói với đầu dây bên kia họ đang trên chuyến tàu tới Kyoto. Sau đó anh quay lại quầy bar lấy chiếc vali và tìm được hình ảnh Hornet trong túi soi xám. Đó chính là cô gái mặc đồ linh vật Momonga. Ả cũng chính là người đã giết chết con trai ông trùm bằng nọc độc rắn. Thanh niên lúc này mới nhớ ra cô ta là người bỏ độc vào bánh, mà hiện giờ ả đang ở trên xe này sao? Và ả cũng đứng ngay trước mắt anh. Hornet tấn công anh tới tấp bằng mũi tiêm chất độc. Hai người giằng co, ả nhân cơ hội đấm vào sườn Lady Buck vung kim tiêm về phía anh. Loại độc chỉ trong vòng 30 giây có thể đưa người lên thiên đàng nhanh chóng. Bọ rùa vội dùng vali đỡ nhưng vẫn bị ghim vào tay. Dù vậy rất nhanh anh đã tóm lấy nó và chích hết thuốc vào người Hornet. Cả hai cứ đứng nhìn nhau 30 giây. Ngay khi ả định tiêm thuốc giải, anh lại nhanh tay chụp lấy tự tiêm cho mình. Hết 30 giây chất độc lập tức phát tác. Ả ta không còn cơ hội sống sót nào. Thanh niên nhây nhớt bám theo hỏi có cần tôi nắm tay cầu nguyện hay không. Mà sao cô không chuẩn bị thêm nhiều dự phòng nhỉ? Ngẫm lại đúng là sinh nghề tử nghiệp nè các bạn. Bên này Quýt quay về toa tàu, phát hiện anh mình đã bán muối. Hắn vô cùng đau đớn, cố nén nước mắt đeo sợi dây chuyền của mình cho tranh, sau đó vác súng đi trả thù. Lúc này, Princer lại bắt đầu nghiệp diễn, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội cầu cứu Quýt. Khi gã định bỏ qua thì nhìn thấy hình dán nhân vật Diason trên cổ cô ta, đó là một chiếc tàu lửa dối gian. Quýt lập tức quay lại, ngay khi anh sắp giết được cô à thì bọ rùa lại xuất hiện, nhờ sự bao đồng của anh mà Quýt đã trúng đạn mồ côi. Trước khi chết còn cố cảnh báo cho Lady Buck, nhưng chú bé đần lại không tinh ý gì cả. Đến trạm dừng kế tiếp, Lady Buck thở phào nhẹ nhõm xách vali xuống tàu, chuẩn bị kết thúc chuyến đi xui rủi, thì Princer lại lấy lý do kẹt túi sách, cuối cùng anh lại phải lên tàu với cô ta. Mà cha của Tagelin cũng đã xuất hiện, ông bước xuống ngồi ngay bên cạnh, bởi ông nhận ra giọng của kẻ ép con mình lúc đầu. Thanh niên e thẹn nên muốn chuyển đi chỗ khác, nhân lúc vận may chiếu vào người bọ rùa, anh bị rắn boom slang cắn phải chạy vòng vòng la hét. Quả nhiên vận đen chưa bao giờ rời xa anh bọ rùa dù là nửa bước. Anh cẩn thận nhốt con rắn vào bồn cầu, ghi lời nhắc nhở có rắn độc đừng mở ra. Ông đã vạch mọi tội lỗi của Princer, cô ả đang mèo khen mèo dài đuôi. Cho đến khi The Elder nói cháu trai mình vẫn còn sống, y tá chăm sóc cậu bé là một đả nữ, giết chết thuộc hạ của Princer trước khi hắn định ra tay với nạn nhân. Ả tức giận định ra tay với ông già, nhưng The Elder nói cô tuổi gì với tôi. Thấy khó mà ăn ông ấy, Princer thức thời xách túi chạy mất. Bọ rùa nhét con rắn vào bồn cầu, sau đó ngồi hàn huyên với The Elder, hỏi xem có chỗ nào coi bói gỡ xui uy tín không.
Ông ấy nói tất cả đều là sắp đặt của số phận, và kể cho anh nghe một câu chuyện, dù anh không muốn nghe. Cách đây cũng lâu lâu, ngày mà The Elder còn là thuộc hạ của Minerisi, lẽ ra ông là người thừa kế chiếc ghế đó, nhưng thần chết trắng đã thay đổi tất cả, giết anh em của The Elder, còn ra tay với vợ ông ấy, chỉ đứa con trai nhỏ may mắn thoát nạn. Từ đó The Elder đã lên kế hoạch trả thù. Sự có mặt của Lady Buck trên chuyến tàu này chính là định mệnh. Ông nhờ anh giúp con trai mình, còn mình sẽ ở lại để chiến một trận thật cháy với tử thần trắng. Rất may anh chàng tội nghiệp kia vẫn chưa chết. Bên cạnh đó Tranh cũng không sao vì mặc áo chống đạn, nhưng gã lại phải đối mặt với sự đau đớn trước cái chết của em trai mình. Sau khi ba người băng bó lại vết thương, đoàn tàu dần đến trạm dừng cuối tại Kyoto. Thần chết trắng lúc này đã ngồi đợi sẵn. Lão vừa bước lên tàu đã được con gái ra chào đón. Cô à chĩa súng vào người lão hỏi bất ngờ chưa ông già, nhưng rất nhanh đã bị thần chết trắng cướp súng. Princer đã cài sẵn kíp nổ trong đó, chỉ cần lão cha bóp cò sẽ nổ bay đầu, nhưng ông ta đã không ra tay, vì chỉ coi Princer là trẻ danh. Bên ngoài bọ rùa mang vali ra giao dịch, được hai tên thuộc hạ mang đi kiểm tra. Ta không hiểu tại sao mấy chuyện nguy hiểm như vậy lại đến lượt mình nhỉ, mày nghĩ nó mà nổ cái mặt đần này chịu nổi không? Lúc này thần chết trắng thú nhận mình là người sắp đặt chuyến tàu, vợ lão đã chết vì thằng con trai ngu ngốc của họ, nên lão giết hắn. Còn bộ đôi trái cây đã động đến thuộc hạ của thần chết trắng. Trong khi Hornet là kẻ đầu độc người có lẽ đã cứu được vợ lão, vì thế đây là sự sắp đặt để trả thù, muốn mọi người tự giết hại lẫn nhau, và bọ rùa không thể ngờ rằng. Hôm nay anh đi làm thế cho cái tên giết vợ lão, vì hắn bị đau bụng nên không thể đi làm nhiệm vụ. Kiểu này thì bảo sao số anh lại nhọ như vậy. Lúc này bọn đồng đội heo của lão mở chiếc vali ra, một cú nổ tung hất Lady Buck vào trong tàu. Như một còi lệnh, The Elder rút kiếm ra cùng với sự kết hợp của con trai, làm gỏi mấy tên cận vệ. Trong khi đó Tranh không biết tiếng Nhật nên đã cho tàu chạy hết tốc lực. Hai người đang nghĩ cách dừng lại thì bọn thuộc hạ thần chết lại xả súng. Tranh thấy mình đã trúng đạn, quyết định giữ chân chúng để bọ rùa tìm cách dừng tàu. Lady Buck đọc sách hướng dẫn, nhưng hậu đậu khiến gió thổi bay mất. Ngay sau đó họ va với một đoàn tàu khác, nhưng có bọ rùa may mắn nên họ không trượt khỏi đường dây. Mặc dù vậy bảng điều khiển bốc cháy, anh chưa kịp chữa cháy đã bị tấn công, nên dùng bình cứu hỏa làm vũ khí luôn. Nhưng làm vũ khí xong thì cũng hết mỡ khí CO2, đành ném đi vô tình trúng một em xã hội đen, khiến hắn ta bị rơi khỏi tàu một cách khó hiểu. Bọ rùa phóng dao cứu Tranh một mạng, hai người đã gửi lời xin lỗi nhau và quyết định làm hòa. Tranh hy sinh thân mình ôm một tên nhảy xuống sông. Khúc giữa lúc này, The Elder đã đối mặt với thần chết trắng, hai người rút kiếm lao về phía nhau, nhưng ông không phải là đối thủ của Mafia Nga. Thanh kiếm rất nhanh bị mắc vào vách. Thần chết trắng nghiện trò quay súng đoán mệnh, nên lại anh một viên tôi một viên. Đúng vào lúc viên đạn cuối cùng, khi anh ngáo bọ rùa đã may mắn nối xong dây điện cho tàu phanh gấp. Thắng kiểu này hỏi sao mà không cấm đầu súng lỗ cho được. Cạnh đó Targaryen nhặt được một chai nước, anh ta dùng nó ném mạnh vào đầu thần chết trắng, khiến hắn xây sẩm mặt mày. The Elder chớp lấy cơ hội cho lão một kiếm xuyên người. Đoàn tàu sau đó lệch khỏi đường dây, bọ rùa bay từ khoang đầu đến khoang cuối, may mắn va vào mô Monga toàn thây trở ra ngoài. Còn chưa kịp ngồi nghĩ về nhân sinh, thần chết trắng lại nhụ oan hồn không tan. Anh cố giải thích ông ta nhầm người rồi, nhưng lão vẫn bắn anh cho bằng được, cuối cùng bị nổ chết bởi chính cây súng của con gái mình. Hai cha con The Elder lúc này cũng đứa chột đứa què bước ra. Ba người cứ tưởng vậy là hết phim, ai ngờ cô gái nổi loạn lại xuất hiện với khẩu súng trên tay, nhưng chưa kịp làm gì đã bị xe chở cam tông chết. Chắc là không giòn đâu. Cuối cùng mỗi người lấy một quả cam về làm kỷ niệm. Lúc này người điều hướng đến đón Lady Buck về nhà, khiến anh rất cảm động khóc hu hu. Chiếc xe mới đẹp quá em, vừa nói xong thì một thanh sắt rơi xuống đè nát bét, chắc cái này không phải là xú quẩy đâu nhỉ. Hai người nhìn nhau sau đó chỉ có thể quốc bộ về. Bộ phim đến đây thật sự là hết rồi. Sát thủ đối đầu nhìn thì như phim hành động, nhưng toàn bộ quá trình lại như phim hài, để rồi thông điệp lại quy về định mệnh và luật hoa quả. Mỗi một nhân vật trong phim đều tạo nghiệp, để rồi nhận được quả táo không chừa một ai. Không biết con rắn cuối phim thoát ra ngoài rồi sẽ đi đâu nhỉ? Liệu anh bọ rùa của chị em có bị nó cắn nữa không? Chắc là phim khác anh sẽ không nhọ như vậy nữa đâu nè. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.